Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khôi Ngọng. Và trên tay mình đây chính chiếc Tecno Pova 2, một cái mẫu máy hiện nay đang gây hot trên thị trường cộng đồng mạng với những điểm mạnh ví dụ như kiểu viên pin 7000 mAh, ui thoải mái cho bạn sử dụng trong vòng 2 ngày luôn. Tiếp theo là chiếc màn hình kích thước 6,9 inch, quá là to, quá là khủng. Và tất nhiên em này còn nhiều yếu tố khác, ví dụ mức giá được leak ra khoảng tầm từ 4-5 triệu gì ấy, một mức giá có thể gọi rất hời với những thông số cấu hình mình vừa đưa ra. Và nó còn những điểm gì khác thú vị hơn, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn nhé. Và rất cảm ơn anh Vinh Sô, người anh trai của mình đã cho mình mượn mẫu máy này. Nài nỉ mỏi mồm ông ấy cho mượn đấy, các bạn thấy không, chẹo hết cả mồm này. Còn bây giờ bắt đầu thôi nhá. Và đây chính hộp của chiếc Tecno Pova 2. Và như bạn thấy thì nó óng ánh, ánh sao các kiểu con đà điểu. Tuy nhiên thì nhiều anh em đã nhìn với hộp này và bảo là giống hộp của Durex Invisible. Cá nhân mình đồng tình việc này bởi vì nó giống thật các bạn ạ. Nhìn cũng tương tự màu sắc ấy. Và chúng ta sẽ có những dòng chữ như Pova 2 ở đây. Cá nhân mình thì mình không thích cái dòng chữ này lắm, bởi vì nó in có gì đó nó hơi buồn cười một tí. Thôi bỏ qua vấn đề đấy. Cụ thể phiên bản đây nó sẽ là 6GB RAM cũng như 128GB bố trong nhá. Tất nhiên hỗ trợ 2 SIM rồi. Và những cái thông số đằng sau ví dụ như kiểu là sạc nhanh này, xóa pin vân vân. Bỏ qua cái yếu tố đó, chúng ta hãy đến với sản phẩm chính. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại rất to và nặng, đó chính chiếc Tecno Pova 2. Tuy nhiên tí nữa mình sẽ nói sau nhá. Các bạn sẽ được tặng kèm ví dụ như kiểu là ốp này, sau đó là sách hướng dẫn sử dụng. Và sạc ở đây thì nó sẽ là sạc 18W các bạn nhá. Sạc hỗ trợ mắc dòng 18W thôi, chứ cũng không quá nhanh. Và cái củ sạc này nó sẽ là củ sạc A2C. Đấy, còn đây sẽ là cáp sạc cũng như tai nghe. Và thực sự phải nói một điều đó chính là đây là một cái sản phẩm giá rẻ. Thành ra cái tai nghe của nó, ui, nhìn nó không thể rẻ hơn nữa rồi. Bỏ qua những yếu tố đi đi, bởi vì đây là một sản phẩm mà mình thấy rằng ấy, nhiều anh em dự đoán giá của nó trong tầm khoảng tầm 4 triệu gì ấy. Tuy nhiên hôm qua mình có đọc comment một số bạn thì có vẻ như em này nó sẽ mức giá đó chính là 4,9 triệu. Tất nhiên đây là mức giá khi mà chúng ta giá niêm yết nhá. Còn giá sau trừ quà ấy thì cũng sẽ phải đợi một thời gian nữa chúng ta biết được. Và đây chính em Tecno Pova 2 của chúng ta, một cái sản phẩm mà các bạn thấy rằng nó to, to vãi trưởng luôn. Và nếu mà so sánh với chiếc iPhone XR mình khi mà đeo ốp, các bạn thấy không, nó to hơn đáng kể luôn, 6,1 inch và 6,9 inch, chưa kể con XR mình còn đeo ốp các bạn nhá. Chính vì thế đây sẽ là một sản phẩm không dành cho những bạn nào tay nhỏ, bởi vì em này nó tương đối nặng khi mà xét cả về phần thiết kế cũng như viên pin 7000 mAh của nó. Được cái là nếu mà xét về phần mặt lưng thiết kế nhìn cũng tương đối bắt mắt đấy, nhưng mà mình vẫn một cái điều đó chính là cái dòng chữ Pova này nhìn nó đặt nó thiếu thẩm mỹ các bạn ạ, các bạn thấy không? Nó quá to và cồng kềnh. Nhưng mà được cái là mình thích cái dải ở giữa đây, nó nhìn khá là bóng bẩy cũng nhờ cái mặt lưng nó giống họa tiết carbon. Và đồng thời cái cụm camera nhìn cũng rất ấn tượng, mặc dù cái cụm camera này mình chưa rõ thông số là bao nhiêu. Và ở đây nói phần màn hình nhá, chúng ta sẽ có kích thước theo hiển thị là 6,95 inch và cái mật độ điểm ảnh của nó sẽ là 387 dpi. Và tất nhiên độ phân giải sẽ là Full HD các bạn nhá. Chứ độ phân giải em này mà nói chung là HD thì chịu luôn. Và cái tần số quét của nó sẽ chỉ là 60Hz thôi. Còn trên hộp ấy ghi cái 180Hz, đó chính là tần số lấy mẫu cảm ứng nhá. 180Hz tần số lấy mẫu cảm ứng, that sample rate. Đấy, ok. Và một cái điểm mình đánh giá cao nữa đó chính là em này chúng ta sẽ có một cái màn hình đục lỗ ở đây. Tuy nhiên thì cũng giống như những cái sản phẩm giá rẻ khác thôi, phần đục lỗ này chúng ta sẽ hiện tượng là hơi ám đen một chút, cũng như là những phần viền của nó sẽ hơi tối. Nhưng mà dẫu sao với mức giá của em này khoảng tầm dưới 5 triệu ấy, thì mình nghĩ rằng đây có thể còn một điều chấp nhận được khi mà các bạn sẽ có một cái màn hình kích thước rất lớn, 6,9 inch luôn. Và phải công nhận một điều ấy thì càng to càng đã các bạn ạ. Và cá nhân mình thấy thì em này nó sẽ theo cái khuynh hướng đó chính là màn IPS. Thành ra là màu sắc của nó không rực rỡ cho lắm nhá. Nói chung là nó theo tiêu hướng trung thực nhiều hơn. Và em này nó sẽ không có hỗ trợ HDR đâu các bạn nhá. Đấy, nhìn thấy không? Nói chung là chỉ hỗ trợ những tiêu chuẩn bình thường thôi. Bù lại thì em này có kích thước to, các bạn xem, các bạn giải trí, đặc biệt là xem phim đêm cứ gọi là trễ đi. Tuy nhiên có một cái hơi buồn cười ở đây, đó chính là khi mà check bằng DRM Info ấy, em này nó sẽ chỉ ra chuẩn đó chính là Wi-Fi L3 thôi. Thành ra nếu bạn muốn xem những nội dung giải trí, ví dụ như Netflix chẳng hạn, thì hơi hạn chế, em này nó sẽ không hỗ trợ L1 các bạn nhá. Và một điểm lưu ý các bạn nữa, đó chính là em này, loa của nó sẽ đặt phía trên này và loa này tương đối to. Còn phía dưới chúng ta sẽ chỉ có cái mic cũng như cái jack 3.5mm thôi. Điều mình thấy rằng hơi tiếc khi mà loa của nó thay vì đặt lệch xuống dưới, nó đặt lệch lên trên. Thành ra đôi lúc khi bạn nghe, ui, cảm giác nó rầm rầm nghe vào tai, nó hơi bất ngờ một tí. Nhưng mà đây có thể còn một điều chúng ta làm quen sau yếu tố thời gian được.
Cấu hình thì sao? Cụ thể chúng ta sẽ có chip đó chính là Helio G85 ở đây. Và các bạn sẽ có đó chính là 6GB RAM cũng như là bộ trong là 128GB như cái thông số mà đã hiển thị trên hộp ở đây. Đấy, con chip này sẽ là Helio G85 nhá. Và cái thông số mình đã chấm được, chúng ta sẽ có điểm AnTuTu, cụ thể ở đây nó sẽ là 251.000 điểm. Mỗi điểm số mình đánh giá rằng vừa phải trong tầm giá dưới 5 triệu các bạn nhá. Về cơ bản thì cấu hình này vẫn đủ để bạn chơi những tựa game ví dụ Liên Quân, Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến hay PUBG Mobile. Tuy nhiên với tựa game Liên Quân các bạn sẽ không bật được mức đó trên 60 FPS nhá. Chúng ta sẽ chỉ chơi mức đó trên 30 mà thôi. Đây, để cho các bạn rõ hơn thì khi mình vào cài đặt cái tựa game Liên Quân ấy, chúng ta sẽ không thấy mục đó chỉ là cài đặt FPS cao ở đâu cả các bạn nhá. Và có một điều mình quên không nhắc các bạn, đó chính là độ sáng này không quá cao nhá. Như mình đặt ở trong phòng đây, mắc độ sáng mà nó chỉ đến mức này thôi các bạn ạ. Thành ra khi mà các bạn sử dụng ngoài trời nó sẽ hơi hạn chế một chút. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về cụm camera sau nhá. Được cái thiết kế đẹp. Còn ống kính chính các bạn sẽ có độ phân giải là 48 megapixel. Ba ống kính còn lại sẽ đều có độ phân giải là 2 megapixel. Trong đó một ống kính macro, còn lại hai ống kính là deep. Mình không hiểu tại sao mà họ không trang bị cái ống kính góc rộng ở đây. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng sẽ có rất nhiều chế độ để các bạn vọc vạch. Cụ thể các bạn sẽ có những chế độ ví dụ làm đẹp này, chân dung này, siêu ban đêm này, hay có thể gọi chế độ ban đêm ấy, AI camera, video, video ngắn, nói chung rất là nhiều. Và cái cụm camera phía trước này sẽ có độ phân giải là 80 pixel nhá, với khẩu độ là f2.0. Rồi, camera vừa vậy, còn cuối cùng chúng ta sẽ nói về viên pin. Cụ thể em này sẽ 7000 mAh nhá, sạc nhanh 18W. Và với cái viên pin này, mình nghĩ các bạn sử dụng khoảng tầm là 12-13 tiếng. Đó là một vấn đề bình thường. Trước đây mình cũng đã từng sử dụng qua một số mẫu máy, ví dụ con Galaxy M51. Rồi, pin cũng 7000 và thực sự nó rất là trâu luôn. Dùng khoảng tầm 10-12 tiếng là một chuyện rất bình thường. Và mình nghĩ rằng em này nó cũng sẽ được cái thời gian on screen như vậy thôi. Chưa kể là các bạn sẽ có sạc nhanh 18W nha. Thì tính ra nó cũng khoảng tầm là mình đoán khoảng tầm 2-3 tiếng là đầy pin. Hôm sau mình sẽ gửi bạn trong cái bài đánh giá chi tiết hơn. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ nhanh các bạn về chiếc Tecno Pova 2 này. Một cái sản phẩm rất phù hợp dành cho những ai cần một viên pin trâu, quá trâu luôn, 7000 mAh. Tiếp theo đó là một cái màn hình to, xem phim, xem Netflix cứ gọi là trễ luôn. Và hôm sau thì mình sẽ gửi bạn video đánh giá chi tiết khi mà em này đã có mức giá chính thức nhá. Nhưng mà theo mình dự đoán, nếu mà em này bán giá sau đó sale sủng các kiểu, giảm giá các kiểu vân vân thì nó sẽ khoảng tầm là 4,5 triệu. Bởi vì thông tin mình tham khảo được, mức giá leak ra nó sẽ khoảng tầm 4,9 triệu các bạn nhá, mức giá niêm yết. Nhưng mà tất nhiên chúng ta luôn có những mức giá rẻ hơn, bởi vì thị trường Việt Nam mà rất nhiều sale luôn các bạn ạ. Và các bạn nghĩ sao về chiếc Tecno Pova 2 này thì hãy để lại ý kiến bên dưới nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp bạn trong các video sau. Các bạn comment càng nhiều thì mình càng làm nhanh cái video đánh giá chi tiết em này. Còn bây giờ, bye bye!